Chắc tài chuyển nữa không? Thank you.
mua đồ trên TikTok họ không có điện xác nhận đúng không? Không chị, mình cứ lấy họ ship thôi đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đợi một phút nghe ra chị đi. Nhìn vô đây nó mờ nó mát luôn trời. Thuốc gì mà uống hết vậy? Nhìn cô nè. Đây à. Bất chạy quá hả? Ừ, bất chạy kinh lắm. Bất chạy như chạy đĩa đó. Nó đầu ra một con trời với sợ. Tính ra tệ hơn mình hồi xưa nhiều luôn á trời. Mình phải bóp một lần. Bóp nhiều một lần, bóp đi bóp lại. Này bị rối rồi. Đường đó nhậu cho nó yên nghỉ. Mình trắng ăn được đó mà. Ừ. Đường đó nhiều đó. Chấm bơ đi sao. Lòng cũng hơi lòng. Bằng ra dễ sợ. Chắc bỏ sáo. Cái dép đã kén người mơn đó. Ừ. Bỏ sáo là vừa. Thế bắt mua online. Có mua online với thời gian đó mua mà tiền.